Xin chào anh chị, ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn anh chị các thao tác ghi giảm tài sản do thanh lý nhượng bán trên phần mềm misamimoza.net. Anh chị theo dõi ví dụ như trên màn hình và thực hiện như sau. Vào nghiệp vụ tài sản cố định, chọn ghi giảm tài sản cố định, ghi giảm, khai báo các thông tin trên chứng từ ghi giảm tài sản cố định, nhập thông tin diễn giải và các thông tin chứng từ, ngày chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ. Sau đó nhập các thông tin chi tiết tại tab hạch toán, chọn mã tài sản cần ghi giảm. Hệ thống tự động hiển thị các thông tin phòng ban, tài khoản có, mục lục ngân sách. Anh chị nhập tài khoản nợ 2141, nhập số tiền hao mòn, khấu hao. Tại dòng định khoản thứ 2, anh chị nhập tài khoản nợ 36611, tài khoản có 21121 để xác định giá trị còn lại của tài sản. Nhập số tiền phản ánh giá trị còn lại và nhấn cất. Sau đó anh chị lập chứng từ hạch toán doanh thu thanh lý nhượng bán tài sản cố định. Nếu thu bằng tiền mặt, chọn tiện ích, sinh phiếu thu bán tài sản cố định. Nếu thu bằng tiền gửi ngân hàng, chọn sinh chứng từ thu tiền gửi. Nếu chưa thu tiền, chọn sinh hóa đơn bán tài sản cố định. Em ví dụ như em chọn sinh hóa đơn bán tài sản cố định. Anh chị nhập các thông tin trên chứng từ hóa đơn bán tài sản, khai báo các thông tin chung về khách hàng, mã số thuế, đại diện nếu có, nhập thêm thông tin chứng từ, ngày hạch toán, số chứng từ, khai báo các thông tin hóa đơn, chọn loại hóa đơn, hình thức hóa đơn, mẫu số hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn, khai báo các thông tin chứng từ chi tiết. Phần mềm đã lấy lên một số thông tin như tài khoản nợ, tài khoản có. Anh chị nhập tài khoản có 7111, nhập số tiền, chọn thuế suất, nhập tài khoản thuế, chọn tab thống kê, chọn đối tượng, hoạt động. Khai báo xong các thông tin thì anh chị nhấn cất để hoàn thành. Tại đây có thể xem hoặc là in các chứng từ bằng cách là chọn chức năng in trên thanh công cụ. Ngoài ra còn có thể xem hoặc là in các sổ sách hay báo cáo liên quan bằng cách chọn menu báo cáo. Chọn sổ hay báo cáo cần xem, in. Khai báo các tham số báo cáo, chọn kỳ báo cáo. Lý do ghi giảm và nhấn đồng ý. Trên đây thì em vừa hướng dẫn anh chị các thao tác ghi giảm tài sản cố định do thanh lý nhượng bán trên phần mềm misamimoza.net 2019. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công.